Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam. Ông Nguyễn Ngọc Ánh được cho là có liên quan đến sai phạm trong quá trình chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao rừng. Sáng ngày 15 tháng 3, nguồn tin của phóng viên chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Lâm Đồng, ngày 10 tháng 3, đã triệu tập làm việc và hiện đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra do liên quan đến sai phạm. Bước đầu, ông Nguyễn Ngọc Ánh được cho là có liên quan đến sai phạm trong quá trình chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao rừng tại một dự án trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, còn có một số cá nhân khác. Vụ việc đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu, C03, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ. Trong năm 2022, toàn ngành thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 205 cuộc thanh tra hành chính và 1.061 cuộc thanh tra chuyên ngành. Trong đó, qua thanh tra hành chính, đã phát hiện sai phạm với số tiền hơn 37,2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi, nộp ngân sách nhà nước gần 22,6 tỷ đồng, xử lý khác 14,7 tỷ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Qua thanh tra chuyên ngành, các cấp có thẩm quyền cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 11,3 tỷ đồng, ban hành quyết định thu hồi 459 triệu đồng.